Chào anh em đang xem cái video của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để mà anh em tải cái app xe để hàng về, với lại anh em quay vòng quay free mỗi ngày một lượt quay nha, để nhận được cái cây 14A1 Pompad vĩnh viễn nha anh em. Thì theo như cái yêu cầu của anh em á, thì giờ mình sẽ vào cái link nha. Cái link này thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả của cái video này nha. Thì anh em cứ kích vào đó thì nó sẽ đi đến một cái đường link như thế này. Thì anh em kích vào cái đầu tiên cho mình nha. Đấy, hiện tại thì nó đã download xong rồi. Thì em cứ kích vào cái đầu tiên cho mình. Xong rồi nó sẽ hiện cái chữ tải về nha. Đó, bắt đầu tải rồi nè. Thì cái này á, thì mình đã tải rồi. Thì giờ mình không có tải nữa nha. Mình sẽ bấm chữ hủy nha nè. Rồi, giờ mình sẽ thoát ra để mà mình cài đặt nó nè. Đấy, cái này là cái app 4 màu nha. Thì anh em có thể là làm cái chương trình trên app 4 màu này cũng có nè. Theo như cái chương trình CFM lao lao nó sẽ có một cái sự kiện làm trên cái app này luôn anh em ạ. Thì anh em có thể để lại cái app 4 màu này, hoặc là anh em không cần cũng được. Tải xong cái app xe để hàng thì anh em có thể là xóa cái app 4 màu này đi cho nó nhẹ nha. Giờ thì mình sẽ cài đặt cái app này nha anh em. Xong rồi vào cái app này rồi á, thì anh em mới bắt đầu để mà anh em tải cái xe đãi hàng nha. Đó, anh em cứ đồng ý theo cái điều khoản của nó thôi. Anh em chờ một lát cho nó download xong nha. Máy mình nó hơi bị yếu quá, nó chạy hơi bị lao á. Chắc là do pin yếu rồi, pin cũng sắp hết rồi anh em ạ. Rồi, sau khi mà nó tải xong như thế này á, thì anh em kích vào cái mục tìm kiếm cho mình nha. Đó, anh em gõ vào tìm app xe đại hàng. Anh em cứ gõ theo tiếng Việt như luôn cũng được anh em ạ. Thì nó sẽ ra. Bây giờ thì mình sẽ gõ app xe đại hàng nha. Đó, là nó ra luôn nha anh em. Cái thứ 5 từ trái xuống anh em ạ. Xong rồi thì anh em kích vào đó cho mình nha, theo như cái dấu mũi tên á, để mà tải nó về nha. Thì sau khi mà anh em tải về rồi á, thì anh em cài đặt luôn. Thì ở đây thì mình đã tải về rồi, nên là mình không có mình không có cần tải nữa nha. Mình sẽ kích vào cái xe ốp để hàng luôn. Thì nó sẽ ra như thế này. Đó, giờ thì nó bắt đầu bảo mình là yêu cầu đăng nhập nè. Thì mình kích vào cái biểu tượng khuôn mặt á, theo như cái mũi tên anh em ạ. Thì mình sẽ kích vào, hiện tại thì cái khuôn mặt nó đang bị đen đó, là có chưa á. Nên là giờ mình sẽ đăng nhập cái WeChat của mình vào. Anh em đợi một lát để cho nó lấy cái thông tin từ WeChat để mà nó đăng nhập vào nha. Rồi, lấy thông tin xong rồi anh em ạ, giờ nó đang bắt đầu đăng nhập á. Đấy, đang đăng nhập rồi kìa. Rồi, giờ thì đã đăng nhập xong nha anh em. Tiếp theo thì anh em kích về cái trang chủ cho mình. Thì mới đầu anh em vào cái xe app để hàng này á, anh em chưa có theo dõi cái trang CFM á, thì anh em kích vào cái dấu cộng cho mình nha. Và anh em gõ app CFM cho mình nha, thì nó sẽ ra một cái game như vậy. Thì anh em kích vào rồi anh em theo dõi nó nha. Thì nó mới hiện cho anh em được à. Còn nếu như anh em không có kích theo dõi thì nó sẽ không ra đâu. Sau khi mà anh em kích xong thì anh em kích vào cái phần hộp quà đó. Rồi xong rồi anh em kích theo cái mũi tên hàng bên cạnh nha. Đấy là nó sẽ ra game. Xong rồi anh em kích theo cái mũi tên luôn. Rồi anh em tiếp tục kéo xuống cho mình nha. Thì ở đây là cái phần quà mà đăng nhập mỗi ngày cho anh em. Thì anh em cứ nhận thôi. Giờ thì mình sẽ nhận cái cây AK này nha anh em. Đó. Đó, có nhiều phần quà cho anh em. Sau đó anh em kích theo cái mũi tên nha. Đó, thì anh em xuống đây là anh em bắt đầu quay nè. Đó, thì anh em cứ kích vào đó để mà quay nhá. Bắt đầu quay, hy vọng là trúng cái gì đây. Trúng cái cây súng nhắm nhắm ngày rồi anh em ạ.
Thì ở đó nó có một cây 14 một bombet vĩnh viễn anh em thấy không. Đấy, giờ thì mình sẽ quay lại vào game, mình sẽ vào game để mà mình nhận nha. Là có hai khẩu hồi nãy mình quay trúng anh em ạ. Là một khẩu AK47 là cái khẩu đó là mình điểm trên ngày. Còn cái khẩu AVWM là cái khẩu mình quay lúc nãy á, nhận được ngày anh em ạ. Thì anh em vào game thì anh em kích vào cái hộp tin nhắn á. Thì anh em nào chắc cũng biết rồi. Con ngạc này thì mình trước kia mình quay ở trong cái app để hàng này thì mình nhận vĩnh viễn rồi anh em ạ. Đây để mình vào khâu đồ cho anh em xem luôn nè, đang cầm lên tay luôn ấy. Đấy, cái này nè. Nhận vĩnh viễn nha nè, từ cái app đó anh em ạ. Nếu như mà anh em hay hay, nói chung thì trước sau gì anh em nào cũng nhận thôi. Nhưng mà quan trọng là cái độ anh em quay có sớm hay muộn thôi anh em ạ. Chứ ngày nào nó cũng cho anh em một lượt quay để mà anh em quay nha. Ở đây có một vest free thì mình quay thử luôn, xem nó là cái gì. Không ra cái gì rồi. Thôi clip của mình thì tới đây dừng luôn nha. Chào tạm biệt tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Anh em nào thấy hay thì like, subscribe ủng hộ mình.